Kính thưa quý vị, công nương Anh sinh con thứ hai vào tháng 4, tính từ Anh quốc. Cung điện Kensington vừa thông báo hoàng tử William và công nương Catherine sẽ chào đón người con thứ hai vào tháng 4 năm tới. Tuyên bố chính thức từ hai vợ chồng hoàng tử cho hay, công tước và nữ công tước Cambridge vui mừng xác nhận rằng họ sẽ đón em bé thứ hai vào tháng 4 năm 2015. Tuy nhiên, ngày dự kiến lâm bồn của công nương Catherine không được tiết lộ. Trong tuyên bố, cung điện cho biết cô Catherine vẫn bị ốm nghén nặng nhưng sức khỏe đang dần khá lên. Công nương Anh xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng trong 2 tháng qua. Vào ngày 21 tháng 10 vừa qua, trong lễ đón chính thức của Tổng thống Singapore Tony Tan, khi ông bắt đầu chuyến thăm Anh kéo dài 4 ngày, lần gần đây nhất nữ công tước Cambridge được nhìn thấy xuất hiện trước công chúng là tại một sự kiện vào tháng 8 nhằm tưởng niệm các nạn nhân của đệ nhất thế chiến. Hồi tháng trước, vợ chồng hoàng tử William đã công bố chuyện Catherine mang thai và kể từ đó cô buộc phải hủy bỏ vài sự kiện chính thức, trong đó có chuyến thăm đến Malta vì bị ốm nghén. Người con thứ hai của vợ chồng hoàng tử William sẽ đứng thứ tư trong thứ tự kế vị ngai vàng nước Anh sau ông nội thái tử Charles, bố và anh trai. Hoàng tử George, con đầu lòng của công tước và nữ công tước Cambridge, chào đời hồi tháng 7 năm 2013.